xin chào cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ là gần 12 giờ đêm. Chúng ta đang có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị một chuyến hành trình đến Đại Hàn nha. Mời cô chú anh chị các bạn mình cùng tham gia chơi cho vui nha. Hy vọng là sẽ có nhiều cái video thú vị. Thì hành trình này thì em có sự tham gia của Nị. Nị thì ngồi ở sau lưng đây. Nị đây. Thì trước khi đi thì em sẽ quay một số hình ảnh ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cô chú anh chị bạn mình xem chơi cho vui nha. Thì hành trình hôm nay chúng ta là sẽ đi với một đoàn của công ty du lịch Việt. Thì đây là cái khuôn viên bên ngoài của sân bay Tân Sơn Nhất, cổng đi vô khi mà những chiếc xe khách dừng và đổ khách xuống. Rồi chúng ta sẽ đi vô trong để chuẩn bị check out chứ. Đây bà con mình đang chờ đợi nè, đang chờ đợi tới giờ để vô rồi làm thủ tục. Bên ngoài thì gia đình đưa tiễn người thân, có số người thì đi du lịch, có số người thì đi về nước. Tới điện cho đây chứ bắt mình ngồi đây không à? À đúng rồi. Đây mọi người chuẩn bị tập trung nha. Đây thì hôm nay đoàn mình sẽ có 25 người, 25 người chung một nhóm. Sân bay bây giờ thì cũng hơi vắng à, lúc nãy lúc 11 giờ rất là đông, nhưng bây giờ mọi người đi bớt à. À, được đi rồi khoái lắm. Rồi bây giờ mình làm thủ tục check out nha. Này rất là đông luôn. Cảnh bên trong thì cũng bây giờ thì cũng yên ngắn à, không còn tấp nập như lúc nãy nữa. Rồi cúp máy chút xíu nha, chút xíu ta sẽ gặp lại. Rồi sau khi chúng ta check in xong thì check out xong thì bây giờ mình đi ra khu vực chờ. Nãy giờ đợi cũng gần cả tiếng mình mới thoát khỏi cái chỗ mà check out. Đây những cái shop nước hoa lúc nào cũng vậy ha, sân bay nào cũng có. Đây
này đi phía trước, hành lý thì gửi một kiện rồi, còn một kiện mình sắp bay, tại vì có laptop, có pin. Ở sân bay này thì so với các sân bay khác thì trong các nước trong khu vực thì cũng bình thường thôi, không có gì đặc sắc hết, không có chức năng vậy thôi. Một xíu nữa thì chúng ta đến Hàn Quốc thì để xem cái sân bay như thế nào ha. Bây giờ thì gần 1 giờ, còn khoảng 1 tiếng nữa, chúng ta sẽ lên đường cất cánh. Thì đúng, tất nhiên rồi, giờ này ít ít có chuyến bay, nhưng mà tùy thời điểm cao, lúc cao cao điểm thì đông. Cửa 17. Ta đi xuống phía dưới nha. Bên đây cũng là một trong những địa điểm mà khi các anh chị các bạn về nước thì tất nhiên cũng phải qua tới khu vực này. Một lần nữa chúng ta nhìn lại nha, coi có khác gì ngày xưa không nhé. Quá trời người chờ luôn. Seoul 2:35. Bây giờ là 1 giờ, còn 1:30 nữa. Nhớ cái gì không? Thấy cái hình rồi. Hả? Rồi, sau nhiều giờ chờ đợi thì bây giờ chúng ta đã lên máy bay, bắt đầu cuộc hành trình đến Đại Hàn nha. Thưa quý khách, vì sự an toàn, quý khách vui lòng tắt nguồn tất cả các thiết bị điện tử, điện thoại di động có chế độ sử dụng trên máy bay, máy vi tính sách tay và đồ chơi điện tử chỉ được sử dụng sau khi đèn hiệu vài giây an toàn được tắt. Xin cảm ơn sự hợp tác của quý khách. Ladies and gentlemen, for safety reasons, please switch off all electronic devices.
sẽ chuẩn bị hạ cánh đây, Incheon Airport. Bây giờ chúng ta đã đến sân bay Incheon, Hàn Quốc. Rất là rộng ha. Mà đây là lát gạch chứ không có lót thảm. Là chờ xíu nữa là check-in. Số hình ảnh gửi cô chú anh chị các bạn xem tham khảo chơi cho vui nha. Nhưng mà có dịp đi đến Hàn Quốc thì mình cùng ôn lại kỷ niệm xưa, và quý vị các bạn nào mà chưa đi thì mình xem mình tham khảo. Ngồi 4 tiếng gần 5 tiếng từ Sài Gòn bay đến Incheon này. Hiện tại nhiệt độ thì mình ở trong đây thì chưa đến nỗi lạnh lắm, nên không biết bên ngoài là thế nào nữa. Nhiệt độ ngoài thì hiện tại nghe nói là 6 độ. Rồi chút xíu nữa mình cập nhật tiếp nữa nha. Giờ mình chờ để check in nè. Này xe lao sàn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tàu điện để đi vô thành phố nha. Đây là cái nơi lấy hàng hóa khi mình ký gửi hàng hóa dưới khoang hành lý nè. Mình check in thì có cái tàu điện ngầm, tôi đi từ cửa vô, tàu điện ngầm sẽ đưa mình đến chỗ check in luôn, hay vô đó. Rồi hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo nha. Chúng ta sẽ đi ra khỏi khu vực sân bay này. Rồi bây giờ chúng ta đi đến đảo Nami. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong cái video đảo Nami nha.